Vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, David Bryan, một người chuyên cung cấp thiên thạch, nhận được một vật phẩm từ người khách quen. Nó có tên gọi là Enlarger UA-869. Tuy nhiên, viên thiên thạch lần này không giống với bất kỳ mẫu vật nào mà David đã gặp trước đây. Về nguồn gốc của những thiên thạch, chúng ta có thể tóm gọn như sau. Hệ mặt trời ngưng tụ từ một đám mây bụi và khí được gọi là tinh vân mặt trời vào khoảng 5 tỷ năm trước. Những vật rắn đầu tiên là những hình cầu được gọi là chondrules. Chúng liên kết với nhau trong vài triệu năm để tạo thành những khối ngày càng lớn. Theo thời gian, những hành tinh hình thành. Vào khoảng 4,5 tỷ năm trước, 8 hành tinh lớn và các thiên thể khác tạo nên hệ mặt trời. Những khoảng trống giữa quỹ đạo của 8 hành tinh chính chứa đầy những mảnh vụn còn sót lại từ những ngày đầu tiên. Ngoài ra, một khu vực giữa sao Hỏa và sao Mộc chứa hàng nghìn thiên thể hành tinh nhỏ hơn được gọi là tiểu hành tinh. Chúng thỉnh thoảng va chạm và phóng thêm các mảnh đá và kim loại vào hệ mặt trời. Nếu một trong những mảnh vỡ này va chạm với trái đất, nó sẽ nóng lên hơn 6.000 độ C do ma sát với khí quyển. Đây là nguyên nhân hình thành nên những ngôi sao băng hay thiên thạch quen thuộc mà chúng ta có thể nhìn thấy vào ban đêm. Nếu thiên thạch đó đủ lớn, nó có thể sót lại trên bề mặt trái đất. Thiên thạch được nhắc đến ở đây là Enlarger UA-869. Nó đến từ một cánh đồng lớn và là thiên thạch thứ 869 được phát hiện ở Tây Bắc Phi. Khi David đang xử lý Enlarger UA-869, ông đột nhiên nhận thấy ánh kim loại. Điều khiến nó trở nên đặc biệt là thứ phát ra ánh sáng là hình trụ nhỏ có đường kính khoảng 6mm. Sau đó, nó đã được gửi tới Đại học East Anglia để kiểm tra bằng kính hiển vi và quang phổ. Kết quả sơ bộ chỉ ra rằng vật hình trụ bạc được cấu tạo từ loại khoáng chất đặc biệt chưa được phát hiện trước đây. Do bản thân thiên thạch được hình thành trước các hành tinh vài trăm triệu năm, nên các học giả đã đặt ra câu hỏi, ai đã tạo ra nó và nó bắt nguồn từ đâu trước khi trở thành một phần của tinh vân mặt trời. Giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất cho rằng có thể thiên thạch này bắt nguồn từ một hành tinh quay quanh một ngôi sao quần thể 2 đã phát nổ vài tỷ năm trước khi hệ mặt trời của chúng ta hình thành. Những ngôi sao lâu đời nhất trong vũ trụ được gọi là sao quần thể 3. Các lò hạt nhân ở trung tâm của chúng là nguồn gốc của một số nguyên tố nặng hơn hydro. Khi những ngôi sao cổ đại này cạn kiệt hydro, chúng sẽ co lại và phát nổ, giải phóng khí, bụi và một số nguyên tố nặng hơn vào vũ trụ. Chính vật chất này đã cô đặc lại để tạo thành sao quần thể 2 cách đây hơn 10 tỷ năm. Các sao quần thể 2 cũng trải qua siêu tân tinh, tạo ra các vùng hình thành sao quần thể 1, nơi các ngôi sao giống như mặt trời của chúng ta và các hành tinh liên kết của chúng ngưng tụ lại. Chính vì vậy, nên có vẻ như rất có thể sự sống và cuối cùng là các nền văn minh đã phát triển dựa trên những ngôi sao ở những địa điểm thích hợp. Từ những cơ sở này, các nhà khoa học cho rằng rất có thể trong vũ trụ đã tồn tại sự sống và thiên thạch Enlarger UA-869 có thể là một trong những tàn tích còn sót lại của những nền văn minh đã qua. Nó đã củng cố thêm cho quan điểm rằng chúng ta có thể sẽ tìm thấy dấu hiệu của những người ngoài trái đất trong tương lai. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết ban đầu. Các chuyên gia vẫn cần làm việc và nghiên cứu thêm để đưa ra kết luận chính xác. Con người chúng ta luôn tò mò về sự tồn tại của chính mình và thế giới xung quanh. Khi biết được nhiều điều hơn về vũ trụ chúng ta đang sống, chúng ta cảm thấy có một nhu cầu thôi thúc để đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này. Nhiều dự án đã tồn tại trong những thập kỷ qua nhằm tìm kiếm sự sống thông minh trong vũ trụ, nhưng chúng ta vẫn chưa liên lạc với bất kỳ điều gì hay ai đó. Nghịch lý Fermi đã đưa ra một sự trái ngược rõ ràng giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất với sự thiếu hụt các bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó. Chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã có tới 100 đến 400 tỷ ngôi sao và nhiều ngôi sao trong số đó có khả năng có các hành tinh quay quanh. Các nhà thiên văn học cho rằng có thể có hàng tỷ hành tinh nằm trong khu vực có thể sinh sống được quanh những ngôi sao của nó trong dải ngân hà. Điều đó nghĩa là chúng có những điều kiện cần thiết để sự sống tồn tại. Các anten radio khổng lồ và các kính thiên văn đã được sử dụng để gửi đi và lắng nghe tín hiệu radio có thể được truyền tới. Các phương pháp khác cũng được sử dụng.
Tuy nhiên, có nhiều vấn đề khi sử dụng tần số radio để xác định liệu sự sống thông minh có tồn tại ngoài trái đất hay không. Vấn đề này bao gồm việc không có đủ công nghệ để hiểu những tín hiệu được truyền tới từ các dạng sống thông minh khác, đơn giản là bởi chúng không được truyền trực tiếp tới chúng ta hoặc nằm quá xa, và điều đó đồng nghĩa với việc các dấu hiệu đó vẫn chưa tiếp cận được chúng ta. Chúng ta đã lắng nghe tần số radio trong hơn một thế kỷ, và chúng ta vẫn chưa nhận được tín hiệu từ bất kỳ sự sống thông minh nào nằm xa hơn 100 năm ánh sáng tính từ trái đất. Từ đó, chúng ta có những giả thuyết như sau. Đầu tiên, thuyết Great Filter, hay còn gọi là thuyết sàng lọc, đề cập tới một sự kiện ngăn cản một nền văn minh đạt tới mức độ tiến bộ công nghệ cần thiết để du hành hoặc giao tiếp liên hành tinh. Theo đó, mỗi sinh vật, dù cho có phát triển như thế nào, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ thất bại và không thể trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ. Tiếp theo là giả thuyết vườn thú. Giả thuyết này cho rằng một số dạng sống ngoài trái đất có thể đã biết được sự tồn tại của chúng ta, nhưng tránh liên lạc để nghiên cứu từ xa mà không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội chúng ta. Điều này cũng giống như các nhân viên vườn thú quan sát các con vật hay các quan sát của khoa học thực nghiệm nhằm không phá hỏng đối tượng nghiên cứu. Tiếp đến là thuyết Guy Unbutternet. Giả thuyết này cho rằng sự sống tồn tại ở đâu đó ngoài vũ trụ nhưng chưa bao giờ có cơ hội để phát triển và tiến hóa như trái đất. Môi trường hành tinh không ổn định và hay thay đổi khiến sự sống biến mất trước khi chúng có cơ hội tiến hóa thành bất kỳ dạng sống thông minh nào. Và cuối cùng, thuyết biển sâu. Các nhà khoa học đã phát hiện ra những đại dương nằm dưới lớp băng dày trên một vài mặt trăng của sao Thổ và sao Mộc. Qua đó, sự sống về lý thuyết có thể tồn tại ở những đại dương này, nhưng thậm chí nếu tiến hóa để trở nên thông minh hơn, chúng sẽ đối mặt với những trở ngại to lớn để tới được bề mặt của hành tinh, chứ chưa nói gửi tới tín hiệu cho chúng ta. Có lẽ chúng ta cần phải kiên nhẫn, bởi chúng ta hầu như còn chưa khám phá được những người hàng xóm của hành tinh chúng ta, chứ chưa nói tới dải ngân hà của chúng ta. Vì thế, nếu hy vọng nghe thấy điều gì đó từ vũ trụ, chúng ta sẽ cần phải chờ thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa